chứng minh con số này thì hôm nay chúng tôi mới stick với Legacy trước khi mình đấu giá là anh ký nhá. Nào thì hôm nay đấy các bạn thích gì chất lượng chưa ngầu liền, ui giời có cả sung cổ cái này có cả cái gì mình cũng chả biết nữa, kệ đi, lấy con sung cổ cái này ra test phát anh em ơi. Ui chất vồn đây khổng lồ, có rất là nhiều loại, rất là nhiều con, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm ui trời ơi à đúng rồi đây 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 thì mod này là mod được tạo bởi Sinfot Gaming VM nhá của nhá. Đấy nếu mà muốn cái mod thì vào đấy đăng ký các thứ luôn của đây mình biết là mod rất cổ. Cái gì đây, cái gì đây, thử xem nào. À đù anh em nhìn này áo rượu chưa thế nào, ui giời ơi sẽ được mắc cho bọn này xem nào, kiếm sĩ này, giáo này, ui chất con ơi, mod này chất. Mình vào test thử phát. Ua wow, đẹp phết chứ đùa anh em. Đây rồi, mình vào này, bật này lên. Build đồ này. Tải nhanh này. Ui kiếm sĩ này. Đây nhá, Sinfot Gaming VM này đấy mọi người. Jungle Knight. Ném giáo đi cu. Đúng rồi, đấy. Dự khiên. Phục đá tím con ơi, áo chưa? Ok. Tiếp theo sẽ thử các con item nhá. Ôi, thử các con item con nhá. Ok. Vì bản mới thì thường nó có rất là nhiều item các bạn ơi. Ok, sao mình không bấm cái này? Ơi anh em. Sao mình không bấm được vào cái này này? Cái này đâu không à đây rồi. Cái này đâu không bấm được bạn ạ. Ok đây. Đây rồi. Đâu test thử nha. Này đầu tiên là thủ vàng. Phù thủy hơi máu phiên bản bắt được không? Ui chất vồn. Sáu vàng. Khổng lồ. Kaider. Chất vồn. Đặc biệt Kaider con ông mùa. Chất vồn. Ok các ơi, chất vồn nên là hôm nay mình sẽ làm về một con, đó chính là con hôm nay mình muốn làm về một con, đó chính là con Stone. Ok, mình sẽ làm con Ice Stone nha các bạn. Các bạn không thích thì thôi, thì mình vẫn cứ làm thôi con này. Ice Stone, được rồi. Mình sẽ con xem đây, đây chỉ là con Ice Stone trong truyền thuyết. Đâu rồi? Ice Stone. Đây rồi. 500 anh em, bọn em xếp thành hàng để cho anh đi lên. Và sẽ cần xa tiếp, tìm bọn anh đi lên. Con này được phải không? Ủa, chưa cất cái tay con ạ. Ok. Cảnh hàng để cho anh đi lấy áo thật đây. Ok mình chơi thêm bạn, đó chính là một con tankiner. Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20. Ok con này không thể đổi hết, hơi khó chịu. Vậy thì chờ một con zombie cai đấy, thêm một con zombie cai nữa. Ồ zombie cai cũng bình thường luôn, rất là phế. Mình chơi rồi kinh vẫn thế. Vậy thì chờ đi bạn cái gì đây ta. Golden Smithen hợp lý đây. Ok con này cho thêm 1-2 con Golden Smithen thôi. Đấy vậy là đẳng hết rồi, con này lên giúp đại ca chúng mày đi. Đúng rồi. Quay em nhìn này, cầm giáo đâm lưng chất vồn á đù trơn. Ôi giời các bạn đằng sau này vô công rồi nè, đứng cứ đập như cái tay con à. Ok không sao, mình chờ thêm này, chờ thêm. Đấy ok chưa. Đòi solo kill, lên con bát đi, đừng có đập. Ui, giải quân đằng sau này. Ở đây rồi, con bát. Wow. Con bát tan tảng quá rồi, ui, châu vòn quá là, ui, châu vòn. Ma còn kia nó đâm như đúng rồi vậy, mà châu vòn quá à. Solo kill, ui bên này này, ui tội nghiệp anh sai, nó chọc chỗ phát tay nhìn dạng một nơi, ok chưa?
sai luôn. Phần này cũng cửa đập phát nào chất lượng phần đây luôn. Đây bút bắn được gì mà bút bắn đây này. Đấy xong rồi cháu được ra. Đấy bút bắn. Nhân đòi solo kill rồi. Đòi solo kill. Ok chưa. Xem nào. Chào. Đừng rời con ơi. Xem nào. Đây, lên đây con ơi. Ô chết, mình quên một chiến năng con ơi. Chiến năng cày thế chứ lại. Treo. Được rồi anh em ơi, thế nào? Lên cho con này chứ. Lên cho con này con ơi. Từ đã. Rồi con ơi, xem nào. Chờ đi bạn con gì đây? Chờ đi bạn con Carrier đi. Diamond Carrier con ơi, chất vòn. Ok thì mình đã rồi xuống bắn cho con này 12.000 máu nghe cho nó vững chất thôi chứ thực ra thì cũng không biết nữa. Được chưa? Diamond Carrier. Đây có Iron Stone. Diamond Carrier vs Iron Stone với 500 nhập máu. Pokemon. Ok chưa con ơi. Zap Pokemon. Rồi. Solo kill lên. Đâu rồi. Chưa chắc đã win. Xin que luôn. Ô, giờ mình để ý con kiếm này nó cầm khiên này. Con này cầm khiên này. Đọc